Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: Bệnh viện Sản Nhi chủ động phòng chống rét cho bệnh nhân. Thời tiết lạnh, độ ẩm tăng cao, nguy cơ mắc cúm mùa. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tiếp nhận gần 50% số ca nhập viện do bia rượu trong tháng 1. Trong mục thầy thuốc với người bệnh, bệnh viêm phổi ở trẻ em. Mục cẩm nang y học, chữa ho bằng chanh quất, mật ong. Cuối chương trình mục câu chuyện y tế, hệ lụy từ rượu bia. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hưng Yên, đang trải qua đợt rét khắc nghiệt gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người già và trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Bệnh viện Sản Nhi đã có nhiều biện pháp phòng chống rét cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tại bệnh viện, hơn 80% các khoa phòng khám đều có hệ thống điều hòa 2 chiều, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại đây, đặc biệt chú trọng các phòng đẻ và sau sinh. Ngoài việc cung cấp đủ chăn, đệm cho bệnh nhân, che chắn chống gió lùa qua hệ thống cửa kính, cung cấp nước nóng miễn phí 24/24, tại các phòng mổ, phòng tắm cho bé, luôn có máy điều hòa, lò sưởi để bệnh nhân không bị lạnh trong quá trình tiến hành các thủ thuật. Thời tiết đang diễn biến bất thường, vì vậy bệnh viện khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp giữ ấm thích hợp, đồng thời cảnh báo người dân về các tai nạn như ngộ độc khí do sưởi ấm bằng than tổ ong, trẻ em ngạt thở do bị ủ ấm quá kín. Thời tiết hiện nay đang rất thuận lợi cho virus phát triển, đặc biệt là virus cúm. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số bệnh nhân đến khám vì bệnh cúm mùa tăng những ngày gần đây. Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh ghi nhận có trên 30 bệnh nhân đến khám và điều trị vì bệnh cúm mùa, tăng 20% so với cùng kỳ tháng trước. Nhiều bệnh nhi sốt cao, không đáp ứng với thuốc giảm sốt, có trẻ bị co giật. Viêm mũi, ho nhiều khiến trẻ chảy máu mũi, đau họng, mệt lả theo các bệnh lý khác. Để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân phải đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, nên giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng, tiêm vaccine cúm mùa phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, chỉ tính riêng trong tháng 1 vừa qua, tại hai khoa chấn thương và ngoại thần kinh đã tiếp nhận 102 ca nhập viện, trong đó có gần 50% số ca có liên quan tới rượu bia. Đa phần những bệnh nhân này khi nhập viện, qua xét nghiệm thì lượng cồn trong máu khá cao. Ngoài các trường hợp bị tai nạn giao thông, còn có các trường hợp nhập viện liên quan đến bia rượu khác như đánh nhau, ngộ độc rượu. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế hoặc không sử dụng bia rượu, bởi nếu sử dụng quá đà, lượng cồn trong máu tăng cao rất dễ xảy ra các trường hợp xuất huyết, gây mất máu cấp và nguy hiểm đến tính mạng khi tham gia giao thông. Mặc dù luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã cấm hút thuốc nơi công cộng, nhưng tình trạng hút thuốc lá nơi đông người vẫn diễn ra tràn lan. Đây là hình ảnh được ghi lại tại một hội nghị thi tay nghề khéo trên địa bàn huyện Khói Châu. Trong khi đang diễn ra hội thi, nhiều đại biểu vẫn tranh thủ ra ngoài hành lang để hút thuốc lá. Hay tại một lễ hội trên địa bàn thành phố Hưng Yên, mặc dù xung quanh có cả phụ nữ và người già, nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên hút thuốc lá, xả tàn bừa bãi. Tình trạng hút thuốc lá tại nơi công cộng hay trong các cuộc họp hội nghị đã và đang diễn ra phổ biến. Điều này không chỉ làm cho người xung quanh mà còn gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người khác. Theo các chuyên gia của Bộ Y tế, với tỷ lệ 56% nam giới hút thuốc lá, Việt Nam là một trong những nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thiếu hiểu biết về tác hại của nó. Dù hút thuốc trực tiếp hay thụ động cũng là nguyên nhân của nhiều căn bệnh như ung thư phổi, bệnh tim mạch, hô hấp. Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình có khoảng 40.000 người Việt Nam chết mỗi năm vì các bệnh do thuốc lá. Phát triển y dược học cổ truyền và xây dựng nền y học theo hướng hiện đại, dân tộc, đại chúng là chủ trương của ngành y tế. Nhưng thực trạng hiện nay, bệnh viện y học cổ truyền vẫn chưa thu hút được người bệnh đến khám và điều trị. Năm 2017, lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền khoảng 18.800 lượt người, đạt hơn 75% kế hoạch, trong đó điều trị nội trú cho hơn 2.200 lượt người. Công suất sử dụng giường bệnh chỉ đạt 56%. Nhiều chỉ tiêu của bệnh viện không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhiều người bệnh vẫn còn nghi ngại về khả năng chữa bệnh của y học cổ truyền.
chất lượng điều trị còn chưa cao, các đơn vị điều trị chuyên sâu hoạt động chưa hiệu quả, chưa tạo dựng được hình ảnh uy tín và thương hiệu của bệnh viện, chưa đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân 2018, Ban Chỉ đạo Liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn sẽ tập trung kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có các sản phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân năm 2018 như thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ ăn uống quy mô lớn, kiểm tra đột xuất các cơ sở thực phẩm vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm khi cần thiết. Thời gian kiểm tra từ ngày 29 tháng 1 năm 2018 đến ngày 13 tháng 2 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, hiện còn rất nhiều người đang nhầm lẫn giữa hai bệnh lao phổi và viêm phổi. Tuy nhiên đây là hai bệnh hoàn toàn khác nhau. Mục Thầy Thuốc và Người Bệnh số này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sự khác nhau cơ bản giữa hai bệnh này, đồng thời tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Tiến Quân, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên. Bác sĩ có thể cho khán giả truyền hình được biết rõ hơn về bệnh lao phổi cũng như là bệnh viêm phổi ở trẻ em nó khác nhau như thế nào? Chứ là về viêm phổi thì cái tác nhân gây viêm phổi thì rất là nhiều. Nhất là do vi sinh vật, thì có thể là do vi khuẩn, rồi là virus, rồi nấm, rồi ký sinh trùng. Ngoài ra thì cũng không thể không do vi sinh vật, ví dụ như hít, sặc các cái hóa chất cũng là gây viêm phổi. Còn về lao phổi thì là do vi khuẩn. Thứ hai về cái tuổi thì viêm phổi thì nó ở tất cả các lứa tuổi. Còn lao phổi thì thường thường ở những người cao tuổi, còn ở trẻ em thì thường thường cái lứa tuổi là 10-14, còn trẻ em dưới 10 tuổi rất ít gặp. Thứ ba là về cái biểu hiện thì viêm phổi thì thường thường mang tính chất cấp tính, có biểu hiện như là sốt, ho, đau ngực, đầm vàng, xanh. Còn lao phổi thì bị rất từ từ, đôi khi triệu chứng mơ hồ. Thì với những người mắc vi khuẩn lao thì đến 80% là không có biểu hiện gì. Thì một số trường hợp khi là cái đề kháng của cơ thể giảm, mắc bệnh tuổi cao thì có cái biểu hiện nó điển hình như là ho khạc kéo dài, xuất hiện về chiều, ho ra máu, đây là về cái triệu chứng và phân biệt cơ bản giữa cái viêm phổi và lao phổi. Vậy thưa bác sĩ, bệnh viêm phổi ở trẻ em có những cái biểu hiện triệu chứng như thế nào ạ? Triệu chứng viêm phổi ở trẻ em thì chết ít nhiều, cũng phải ho, ho ít hoặc ho nhiều. Thứ hai có thể là có cái sốt, có thể sốt vừa hoặc sốt cao, và cái dấu hiệu rất quan trọng là thở nhanh. Thở nhanh thì ở những trẻ nhỏ hơn 2 tháng tuổi thì cái nhịp thở là trên 6 lần. Còn từ 2 tới 12 tháng tuổi là nhỏ lớn hơn 50 lần. Còn trẻ từ 1 tới 5 tuổi thì là nhịp thở có là trên 40 lần. Đây là cái dấu hiệu là rất quan trọng khi là các bậc phụ huynh để chẩn đoán cho các cháu cũng viêm phổi. Ngoài ra có thể có cái tiếng thở khác như là thở rít, thở khò khè, rồi là rút lõm lồng ngực. Lặng hơn thì có thể các cháu có thể là tím môi, tím mắt, quanh mắt để bị triệu chứng. Thưa bác sĩ, trong cái trường hợp nếu như bệnh viêm phổi ở trẻ em không được phát hiện và điều trị đúng thì có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào ạ? Nguy hiểm nhất là cái viêm màng não. Viêm màng não ở trẻ em thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Nếu như các cháu có qua được thì cũng để lại rất nhiều các cái di chứng về tâm thần, thần kinh, có thể rối loạn, rồi là các cái trí nhớ, rồi là có thể mù, câm điếc. Biến chứng thứ hai là cái nhiễm khuẩn huyết, đây cũng là biến chứng nguy hiểm. Các biến chứng khác có thể gặp như là các cái tràn dịch màng phổi, màng tim, rồi là các cái viêm nội tâm mạc. Và một cái biến chứng nữa cũng hay gặp ở đây là sợ nhất là cái kháng thuốc. Khi mà trẻ em kháng thuốc thì chết là cái việc điều trị trong những cái đợt tiếp theo rất là khó khăn. Bác sĩ là người ta phải phối hợp nhiều kháng sinh, gây rất tốn kém. Một biến chứng khác có thể xảy ra như là còi xương, suy dinh dưỡng, chậm phát triển trí tuệ. Để phòng bệnh viêm phổi ở trẻ em thì bác sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên cho các bậc phụ huynh trong việc này ạ? Trước hết là với trẻ nhỏ thì các mẹ cho các cháu bú ngay sau khi sinh và nên duy trì bú hoàn toàn đến 6 tháng tuổi.
thì sau 6 tháng tuổi có thể cho ăn thêm và cũng duy trì bú tới 2 năm. Trong quá trình nuôi dưỡng tiếp theo thì cũng nên cân nhắc các cái chế độ ăn phù hợp, đủ đầy đủ các cái chất ngũ cốc, đạm động vật, rồi là rau quả. Và tiếp theo là về cái nhà cửa các cháu thì cũng phải đảm bảo vệ sinh ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, rồi là ấm về mùa đông, đặc biệt những cái thời tiết như hiện nay thì đảm bảo các cháu là phải ăn ấm, ra ngoài để khi quàng khăn và khẩu trang. Tiếp theo là nhà có trẻ nhỏ thì các cũng không nên hút thuốc, người lớn không hút thuốc, cũng không nên các cái khói bếp đun trong nhà ở các phòng của các cháu. Tiếp theo nữa là các bậc phụ huynh phải cho các cháu đi tiêm chủng đầy đủ. Và nếu như trong nhà của ai đó mà bị mắc các bệnh như là cúm hoặc lao phổi thì nên cách đi. Nếu như mà các cháu có các cái triệu chứng là ho, khạc, sốt như trên thì cũng đề nghị được đến khám bác sĩ để có cái hướng xử trí và tư vấn kịp thời. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Quân về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Những ngày gần đây, các tỉnh miền Bắc, trong đó có tỉnh ta, đang rơi vào những ngày rét đậm, rét hại. Số người mắc các bệnh về đường hô hấp tăng nhanh tại nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là bệnh ho. Ngoài chữa ho bằng Tây y, thì theo Đông y, y học cổ truyền cũng có rất nhiều phương pháp chữa ho hiệu quả mà không lo tác dụng phụ của thuốc. Sau đây, lương y Đỗ Thế Thục, hội viên Hội Đông y huyện Yên Mỹ sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc chữa ho bằng chanh, mật ong và một số nguyên liệu khác. Về mùa đông thì thường cho trẻ con, những người già thì người ta hay lạnh, tức là lạnh tức là nó gọi là hàn. Thế cho nên là về mùa đông này nó hay ho có đờm kéo dài mà thậm chí nhiều khi kháng sinh cũng không khỏi. Nên như bây giờ tôi phổ biến cái bài này cho toàn bộ nhân dân biết được là để dùng cho về mùa đông thì tốt hơn. Chanh thì ở đâu thì cũng có rồi. Thế cái chanh này thì thường ra cứ thái mỏng cho vào bát. Thế còn cái quả này thì quả lộc vừng thì có lẽ là ở đâu cũng có. Đấy, nhất là về cái mùa này. Đấy, mùa đông này thường hay có lộc vừng, quả lộc vừng này thường nó điều trị tức là ho kéo dài, đờm rắt. Đấy, mà có thể là nhiều khi dùng kháng sinh không khỏi, cứ lướng lên thậm chí là cắn ngậm nhai là nó sẽ tan đờm, nó sẽ tiêu hết. Nên trong cái này thì cái lộc vừng này nó tính vị của nó tính ấm, chát. Đấy, tiêu đờm là cái này là dùng điều trị cái bài thuốc ví dụ ho mãn tính là đều phải dùng nó, ví dụ như hen phế quản là phải lên dùng nó, tốt, rất là tốt. Đấy, còn cái này là nhục quế ví dụ như là gọi là quế thanh. Đấy, cho nên là cái này thì tính nóng ấm, tức là ấm phế, tức thường ra là lạnh thì là do ấy mà do hàn lạnh tức là ví dụ như trẻ con là người ta không toát mồ hôi ra mà mình không lau nó là nó hay ảnh hưởng đến cái mồ hôi thấm ngược lại thì nó làm cho cái phế nó lạnh. Cái lạnh thì nó hay ho có đờm kéo dài, nó thậm chí nó cứ khò khè, cho nên là trong cái vị thuốc này là nếu như không có nó là cũng không thể chữa được. Đấy, như cộng lại thì có cái mật ong thì nó sẽ bảo vệ liên mạc và hai nữa là nó ấm và nó cũng là tiêu đờm. Đấy, cái mật ong rất là tốt. Thế, mỗi một ngày thì nếu như trẻ con thì cứ lên mỗi một lần một quả chanh này, và ví dụ như là cái quả này thì cái quả lộc vừng này thì người ta gọi tên, nó có tên nữa là tên khá tử. Thế thì có thể là mỗi một lần là nên dùng từ 3 đến 5 viên này. Đấy, và một quả chanh này. Đấy, đối với người già thì 5, còn đối với trẻ con thì lên 3 quả khá tử này. Cái nhục quế này từ 30 gram đến 40 gram. Những người là ví dụ như là đờm nhiều thì cho tăng khá tử lên. Còn nếu như mà người già thì có thể tăng chanh lên nhưng mà vắt bớt cà chua đi, cắt nhiều vỏ. Thì có thể cho 2 quả. Còn mật ong thì lên mật ong do cho tức là từ 3 đến 4 thìa này. Cái quả lộc vừng này là lên thái thật nhỏ. Đấy. Thái thật nhỏ, nếu như các cháu nó mà chát thì lên giảm bớt. Đấy. Nhưng nếu người già thì nếu uống được thì nó tăng lên thì rất là nhanh khỏi. Cùng với nhục quế đây. Nhục quế hoặc là quế thanh nào đó. Đấy. Chanh này cũng thế. Chanh này lên thái thật nhỏ. Đấy. Hấp tốt hơn. Mật kết hợp thì thường ra là bốn cái vị này kết hợp với nhau thì thái nhỏ cho vào bát, một là cách thủy, hai là hấp cơm vào tầm, tức là lên cách thủy và đun vào tầm khoảng từ nửa tiếng, tốt nhất là nên dùng từ nửa tiếng hoặc là đến bị
khi cách thủy xong thì uống bao giờ cũng hơi ấm, đừng nên uống lạnh. Uống lạnh không tốt tí nào, bởi vì hàn gặp hàn sinh tắc tử. Đấy. Thưa quý vị và các bạn, rượu là một thứ đồ uống phổ biến được dùng nhiều trong các dịp lễ Tết, ngày hội hay khi sum họp gia đình. Rượu được coi là nét văn hóa không chỉ đối với Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Thế nhưng hiện nay, rượu đang được sử dụng tràn lan, gây ra những hệ lụy khôn lường cả về sức khỏe lẫn kinh tế. Trong nhiều trường hợp, rượu còn là nguyên nhân gây ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự xã hội. Câu chuyện về tác hại của rượu, cho dù được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thế nhưng vẫn luôn là đề tài được mọi người quan tâm. Nhìn những hình ảnh này, chúng ta dễ liên tưởng đến những bệnh nhân tâm thần lâu năm. Nhưng thực tế không phải vậy, họ đều là những người hết sức bình thường trước đó vài tháng. Chỉ vì lạm dụng rượu quá nhiều mà dẫn đến sảng rượu, trở thành những bệnh nhân tâm thần vì rượu. Và không ít trường hợp đã tử vong vì ngộ độc rượu. Bệnh nhân trẻ tuổi nhất hiện đang nằm tại khoa cai nghiện chất, Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh là anh Phan Sông Nam, 27 tuổi, trú tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Vì uống quá nhiều rượu mà thành ra rối loạn ý thức, nói nhảm và không còn nhận ra chính người bố đẻ của mình. Mấy năm bên Liên Xô về thì nó vẫn ngon lành. Sau em uống rượu nhiều về thì là cái thần kinh nó không biết gì nữa. Thế là về là nhiều khi là nó chửi cả bố mẹ, thế rồi nó đập phá các thứ linh tinh. Nhiều khi nó chửi cả tôi đấy. Cứ mỗi lần nó rượu vào thì nó lại sinh sự như thế. Xong nhưng mà bây giờ thì nó như là nó mất trí nhớ rồi, nó bỏ cả nhà đi rồi. Cái năm bộ đội về thì có người yêu đấy. Giờ thế này thì ai yêu nữa. Còn đây là bệnh nhân Lê Tiến Mừng, trú tại xóm 6, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Cũng chỉ vì nghiện rượu mà suốt 2 năm nay, bà Nguyễn Thị Lấn, vợ ông Mừng, bất đắc dĩ trở thành người trụ cột gia đình. Tấm thân gầy yếu, nhỏ thó của bà Lấn chỉ còn biết theo chồng đến viện ngày ngày vì bà bảo bỏ thì thương mà vương thì tội. Vợ con bảo ăn cơm không ăn thì cứ uống, có lần đấy là cứ như là uống nước lẽ ấy. Bình thường là cứ không ra bữa nào, cứ uống xong là nói linh tinh, làm nhà làm nhảm, chửi vợ chửi con, rồi là này khác. Cháu chả bê được, tôi đi kiếm tiền, tôi toàn đi làm thuê làm mướn, tôi kiếm tôi nuôi ông ấy. Vừa rồi mất 30 triệu, toàn chuyển máu ngoài thôi. Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh, tình trạng bệnh nhân nhập viện do lạm dụng rượu ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho khoảng trên 30 bệnh nhân. Riêng năm 2017, bệnh viện đã điều trị cho gần 500 bệnh nhân loạn thần do rượu. Các biểu hiện ban đầu của bệnh nhân là có ảo giác, khó ngủ hoặc ngủ ít, bỏ nhà đi lang thang. Thường gặp và nặng nề nhất là các bệnh nhân bị sảng rượu với các biểu hiện rối loạn ý thức, hoang tưởng mình bị truy hại, trầm cảm. Đặc biệt là dịp gần Tết và sau Tết, lượng bệnh nhân nhập viện vì rượu luôn tăng cao. Nó có hai cái tác hại cơ bản, nó là tác hại trực tiếp và tác hại lâu dài. Khi tác hại đầu tiên trực tiếp là đến làm bất thường hệ thần kinh trung ương. Sau đó thì bệnh nhân có những cái biểu hiện về kích động, về thần kinh, về những hành vi như bệnh nhân đua xe, rồi bệnh nhân đánh nhau, thậm chí có thể chém giết. Chúng tôi cũng đã chứng kiến được bệnh nhân nghi ngờ vợ đi ngoại tình. Đấy, sau đó thì bệnh nhân cầm dao chém vợ. Tác hại lâu dài, đặc biệt là đến não, gây rối loạn tâm thần và hành vi do rượu. Cũng tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, lượng bệnh nhân tai nạn giao thông có sử dụng rượu chiếm đến gần 40%. Hầu hết tất cả các ca nhập viện đều trong tình trạng rất nguy kịch. Vừa qua, khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị một ca ngộ độc methanol đặc biệt nghiêm trọng gây xuất huyết não, phải lọc máu cấp cứu vì sử dụng rượu quá nhiều. Khi uống rượu bia nhiều, thứ nhất là làm tổn thương gan, có sợ lâu dài xơ gan. Cái hai là tổn thương về thần kinh, ảnh hưởng đến cái não bộ. Ngoài ra, tổn thương thứ ba đó là tổn thương về thận, gây ra tình trạng là suy thận. Và tiếp theo có thể liên quan đến về bệnh lý về tim mạch. Một số trường hợp ngộ độc về rượu methanol thì cái tình liên quan đến cái gây ra tình trạng có thể mù mắt. Và lặng nữa có thể bệnh nhân có thể suy đa tạng và tử vong. Không phải là câu chuyện mới, nhưng những hệ lụy từ rượu bia vẫn ngày ngày hiện hữu rõ hơn.
Một lần nữa, những hệ lụy từ rượu lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh những ai vẫn thường xuyên uống quá nhiều bia rượu. Hạn chế sử dụng rượu bia và tốt nhất là nói không với các loại rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ luôn là khuyến cáo của các chuyên gia y tế. Bên cạnh việc tuyên truyền của các ngành chức năng, các đoàn thể, mỗi người dân cũng phải tự ý thức về tác hại của rượu bia đối với bản thân mình, gia đình và xã hội, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.